Và sau đây tôi sẽ nói đến một cái khái niệm mà các bạn đã được nghe tôi nói nhắc tới tên ở phần đầu, đó là brainstorming, cách khởi tạo ý tưởng trong một nhóm. Đây là một cái cách mà chúng ta có thể tìm hiểu và áp dụng vào chính nhóm chúng ta. Và các em sẽ thấy sau khi xem cái clip này, các em sẽ thấy mình sẽ gặp rất là nhiều cái lỗi khi chúng ta làm việc nhóm với nhau, khi chúng ta ở trong một tập thể. Và chúng ta phải rèn luyện như thế nào để chúng ta bỏ được những cái thói xấu, những cái thói quen không tốt của mình khi chúng ta làm việc nhóm, để chúng ta khi bước chân vào đi làm, ra cuộc sống ở ngoài xã hội thì chúng ta sẽ rèn được một cái phong cách, tác phong làm việc tốt nhất. Đó chính là làm việc brainstorming, cách thu nhận những ý tưởng một cách là thông minh nhất, sáng tạo nhất. Và các em sẽ xem cái phần giảng bằng một đoạn clip để chúng ta hiểu về brainstorming như thế nào.